Hello anh em nhé, lại là tôi RAV đây. Chào mừng mọi người tới với rừng rậm Amazon. Hôm nay tôi sẽ trở thành một con cá sấu, một loài động vật cao cấp nhất trong tất cả các loài bò sát. Và giới thiệu với mọi người, đây là nơi mà tôi sinh sống. Một cái hồ nhìn trông rất là đẹp phải không? Nói chung là xung quanh đây cũng chả có cá hay là mấy loài động vật gì đâu. Bởi vì tôi là bá chủ mà, thằng nào bén mảng lại gần tới đây là tôi ăn luôn. Không chỉ sở hữu một thân hình siêu đẹp nặng trên 1000kg, mà tôi còn có một bộ răng cực kỳ chắc khỏe mà ai cũng phải sợ. Thế nên đó cũng chính là lý do từ khi tôi tới cái hồ này thì đứa nào nó cũng phải vác giò lên chạy hết. Các bạn thấy chưa? Xung quanh chả có ma nào luôn. Mặc dù hơi chậm chạp nhưng mà tôi có thể sinh sống mà không cần ăn trong nhiều ngày. Thế nên cái khả năng sinh tồn của tôi rất là tốt. Vào mỗi buổi sáng thì tôi chỉ cần tập thể dục bằng cách đi một vòng hồ xong rồi ngồi ngâm nước thôi. Cái cuộc sống này nó đơn giản lắm. Ây da, thôi xuống bơi một tí cho nó phê các bạn ơi. Chứ ở trên bờ từ nãy giờ ngủ hơi lâu. Cảm giác một mình một cái hồ như thế này nó rất là sướng. Bơi chả phải nhường đường bố con thằng nào cả, cứ thế mà trôi thôi. Để kiếm được một loài cá vừa to vừa khỏe, vừa đẹp trai, vừa sống được ở dưới nước lẫn trên bờ như tôi nó khó lắm. Làm gì có loài động vật nào như vậy đâu. Nói thật là có hôm tôi còn ngủ dưới nước tận hơn một ngày mới dậy cơ. Thì các bạn cũng phải đủ hiểu là cái độ trâu bò của tôi nó như thế nào rồi đấy. Từ từ, khoan đã. Các bạn có thấy cái gì không? Tại sao có một thằng người đi giữa khu rừng Amazon như thế này nhỉ? Ngon, hôm nay được ăn thịt người rồi. Ấy da, đi ngang qua cái hồ của vua cá sấu mà không thèm chào hỏi à? Vậy thì vào bụng ta đi chứ còn gì nữa. Này thì đi bộ ngắm cảnh này. Sao? Vậy là hôm nay tôi được một bữa no nê rồi các bạn ơi. Nói chung là mọi người cũng nên nhìn cái thằng này mà làm gương đi. Đừng dại dột gì mà đi vào rừng một mình, không lại gặp những cái loài động vật như tôi lại khổ đấy. Đánh chén no nê rồi, bơi sang bên này để ngủ trưa nào. Từ từ, lại thêm thằng cu nữa thế kia. Thằng này láo nhỉ, giữa ban ngày đứng câu cá ở hồ của tôi ạ. Phải xử cho nó một bài học mới được. Đâu đâu, tao xem nào, xem câu được bao con cá rồi nào. Ấy dạ, này thì câu đấy. Cá đằng sau sao không câu luôn đấy. Bồ lao bồ lếu nó quen. Hôm nay là cái ngày gì mà đen thế không biết. Toán mấy thằng vớ vẩn tới đây thôi. Dù sao thì tôi cũng đang no bụng rồi, vừa mới ăn cái thằng kia xong. Thôi thì cất thằng này đi vào đâu đấy, xong rồi ăn dần sau vậy. Nói chung là cái gì bén mảng tới đây thì tôi cũng ăn hết các bạn ạ. Ví dụ như con này mày thích bơi không? Trời ạ, lại thêm cái thằng sư tử này. Ngày nào nó cũng tới đây trêu người tôi thôi. Nó suốt ngày đứng ở trên cái thác kia nó tắm kìa. Xong lúc tôi đuổi thì nó lại bỏ chạy. Thế mới cay chứ. Hôm nay tôi nhất định phải khiêu chiến với con sư tử chết tiệt này. Nào mày thích tắm không? Giỏi lại đây. Đấy rồi. Ở kìa, đấy nó lại bỏ chạy kìa các bạn ơi. Nó thích trêu người tôi hay sao ấy nhỉ? Giỏi lại đây solo xem nào. À, lại còn dám quay lại bơi nữa à? Cái con sư tử này càng ngày càng bố láo rồi nha. Sẽ có ngày tôi ăn được nó thôi. Mày giỏi mày đứng lại xem nào. Đấy nó vẫn trêu người tôi mọi người ơi. Cái con này nó lì thật chứ. Không biết chọc tức tôi có cái gì vui mà suốt ngày nó tới đây thôi. Mãi chả đuổi được cái con sư tử này. Đấy rồi tôi phục kích được nó rồi. Mày đấy. Ơ kìa, nó lại thoát rồi. Tao nói lần cuối đấy nhá. Cái loài động vật gì mà hèn hạ thế không biết. Lúc tao gạ bíp thì lại chả run như cầy sấy. Mệt thật sự. Chả hiểu cái ngày gì mà đen đủi thế không biết. Đúng tháng cô hồn mà. Thôi tôi ngủ trưa tí các bạn ơi. Ước gì ông trời ban cho tôi một cái khả năng chạy nhanh hơn thì tôi đã là bá chủ của cái thế giới này rồi. Đó cũng chính là lý do mà từ trước tới giờ khi săn mồi tôi toàn phải rình rập thôi, chứ làm gì có chuyện đuổi bắt với bọn nó. Thỉnh thoảng thì tôi cũng muốn nếm thử thịt hiêu thịt nai xung quanh đây, nhưng mà bọn nó phản xạ và chạy nhanh lắm nên là chả bao giờ tôi bắt được cả. Cũng may tôi là động vật ăn thịt, tôi còn được đi lùa bọn nó. Chứ nếu tôi mà động vật ăn cỏ thì thôi, chắc là tôi cũng chả muốn sống đâu. Luyên thuyên thế chắc đủ rồi. Bây giờ tôi sẽ sang khu bên này cho các bạn xem một số thứ. Đây đây, giới thiệu với mọi người. Đây là hồ cá sấu, nơi mà các đàn anh đàn em của tôi sinh sống. Tôi thì không có sở thích sống chung, thế nên là tôi chỉ ở một cái hồ đằng kia thôi. Thỉnh thoảng thì tôi cũng vòng ra đây để thăm xem là mấy người anh em như thế nào, xem có sống tốt không. Nhưng mà tôi thấy bọn họ chắc là đa số chỉ toàn ngủ thôi. Cá sấu mà, làm gì mà chăm chỉ đi săn được như tôi. Với cả có một nhân vật đặc biệt nữa mà tôi cũng muốn giới thiệu với mọi người luôn. Anh em đợi tí nhá. Đây rồi, các bạn thấy cái gì ở dưới chưa? Sếp của tôi đấy. Dạ chào sếp nhá. Hôm nay thì em cũng rảnh nên là em vòng qua đây chơi tí. Thế dạo này sếp sức khỏe thế nào? Có ăn uống đầy đủ không? Nói chung là cái con cá sấu chúa này nó kinh lắm các bạn ạ. Tôi nhớ là có lần ông sếp này còn dẫn tôi tấn công cả vào một chuồng bò cơ. Cái sức mạnh của ông ta thì là bá chủ rồi. Không một loài động vật nào dám lại gần. Thôi nói chung thì em cũng chỉ có ý định bơi qua đây tí thôi. Tại em cũng đang định lên khu rừng trên kia chơi tí.
Có gì thỉnh thoảng em quay lại em chơi sau xem nhá. Em đi đây. Ui giời ơi, đi được một đoạn thì trời mưa to quá các bạn ạ. Thử xem trong nhà này có người không ta. Vào làm miếng cái cho đỡ đói nào. Mà thôi, tôi không thể vào cửa chính được. Tìm xem có đường nào vào không, chứ lỡ nó có súng là tôi toang luôn đấy. Từ từ, tôi phải sang đây tìm xem có ai giúp không đã. Chắc chắn là bên này có con cá sấu nào đấy sinh sống. Ờ, chào anh Giai. Anh có thể giúp em tấn công cái nhà ở trên kia được không? Em đói mấy ngày nay rồi anh ơi. Thôi thì nếu anh rảnh thì qua giúp em một tí, rồi có gì em chia cho anh một ít, được chưa? Nó ở ngay trên kia thôi. Nhưng mà chúng ta cũng phải cẩn thận vào nhá. Mấy cái tòa nhà trong rừng bình thường có mấy thằng thợ săn nguy hiểm lắm. Nó rút súng bắn cái là thôi, lên trầu trời luôn. Đây rồi, tới nơi rồi anh Giai ơi. Bây giờ em xông vào, có gì xong anh xông vào sau nhá. Em đến 3, 2, 1 này. 3, 2, 1. Vào thôi anh Giai. Mở cửa. Người đâu? Ra đây xơi miếng nào. Ủa? Sao lại không có ai là như nào? Giời ơi. Cái gì cơ? Mấy thằng trong nhà đấy anh ăn hết rồi à? Thế sao không nói sớm? Thôi em đi đây. Mày thật đi, tự nhiên gặp phải cái thằng vớ va vớ vẩn. Ồ, chào anh gấu nha. Anh đang tìm cái gì đây? Bắt cá à? Thế có cần em giúp không? Em có kinh nghiệm nhiều năm nay rồi. Úi dồi ôi, nếu mà không thích thì thôi, thế ăn con khác được không? Đây, em dẫn anh ra chỗ này hơi bị nhiều món ngon này. Đảm bảo là toàn các sơn hào hải vị cho anh luôn. Bên kia chạy đâu đấy? Trời ơi, cái ông gấu này ông cục xúc quá các bạn ơi. À, thì ra là thấy mấy cái thằng người đi đường. Úi dồi, anh thích ăn thịt người đúng không? Được, anh thích thì em sẽ dẫn anh đi luôn. Nhưng mà nhớ phải chia cho em đấy. Đây đây, ngay khu trên này thôi, có một cái làng hay là cái thành phố gì đấy của người này. Tha hồ cho anh chén luôn, em thề. Cứ bình tĩnh, không phải nôn nóng, sắp đến rồi. Một vài cây số nữa thôi là đến. Anh cứ yên tâm, hôm nay chúng ta sẽ ăn no nê. Đấy rồi, con mồi này anh gấu ấy, xử nó. Đúng rồi, của anh cả đấy. Cứ ăn chán đi, lát nhường lại cho em. Đấy, bao nhiêu mồi, thấy chưa? Với cả từ từ thôi anh ơi. Chạy thế sao em chạy kịp? Rồi ôi, hình như anh gấu này bị bỏ đói lâu năm ấy các bạn. Vào đây ăn như kiểu là chết đói thôi. Thôi bình tĩnh anh ơi, ăn cứ từ từ thôi. Sao nó phải vội vàng thế nhỉ? Khổ. Đúng là con vật ở trong rừng lâu năm nó sẽ thành như vậy đấy các bạn ạ. Cẩn thận không gặp thú dữ nha. Anh ăn phần mông của nó trước ấy. Cái mông là nó thường ngon hơn cái chỗ đầu đấy. Đúng rồi, cứ bình tĩnh thôi. Lát anh để lại cho em mấy cái con bé bé là được. Đấy, anh gấu hôm nay được pha no nê. Hình như có tiếng gì đấy anh gấu ơi. Ui, tiếng súng. Không ổn rồi. Hình như anh gấu đã bị trúng đạn rồi các bạn ơi. Thằng đáng ghét. Người dám bắn anh gấu của ta sao? Mày sẽ phải trả giá. Ăn nó đi. Thôi chết rồi. Tôi nghe thấy tiếng anh gấu ở bên này. Hình như gặp chuyện rồi thì phải. Ôi không, anh gấu đang bị bọn người tấn công. Không ổn rồi, chạy đi anh ơi. Thôi 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 thôi, không ăn nữa. Không. Ôi không. Tôi phải chạy thôi. Không thể tin được. Một con vật khỏe như gấu mà có thể bị con người đánh bại. Đừng lo, tôi nhất định sẽ quay trở lại đây trả thù cho anh gấu. Bây giờ tôi cần phải về để kéo quân tới thành phố cái đã. Rồi chúng mày sẽ biết cá sấu là ai. Nhất định là trời sáng tao sẽ quay trở lại và phá hủy cả cái thành phố này bằng đội quân cá sấu. Cuối cùng tôi cũng đã triệu tập đủ đội quân ở cái hồ này và tấn công lũ con người. Tất cả mọi người đã sẵn sàng chưa? Hôm nay chúng ta sẽ trả thù và tiêu diệt loài người. Đó chính là một cái thứ gì đấy rất là mạnh. Động vật nào bọn loài người cũng có thể giết là sao nhỉ? Giờ thì cùng chia ra nhiều đội quân ở các bản làng khác nhau nào. Đi thôi. Đi rồi, tôi sẽ xử lý cái khu bên này trước. Có một bản làng ở gần đây. Cơ thể của tôi thì chịu được tầm khoảng 10 viên đạn thôi. Chứ nếu chịu nhiều quá là tôi cũng không thể sống nổi đâu. Thằng đầu tiên nào. Mày láo này. Bên trong kia còn rất đông. Nếu mà lao thẳng vào tôi sẽ bị tấn công mất. Thôi, đánh bật chế độ assassin của mình vậy. Đi nào.
Và cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Nếu anh em nào thích thì đừng quên để lại 10.000 like để có tập tiếp theo về một loài động vật nào đó nha. Và cũng đừng quên để lại một đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video mới.